Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với một đồng hành cùng với giải bóng đá nam U11 tranh cúp QRTV năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, mùa giải năm 2019, đội tuyển U11 Gio Linh với lứa cầu thủ có kỹ thuật tốt và thể lực cao thì đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội tuyển U11 Đông Hà với tỷ số thuyết phục 3-2. Và đây là lần đầu tiên mà đội tuyển U11 Gio Linh giành cúp vô địch sau 5 lần tham gia. Và trở lại với mùa giải năm 2020 thì đội tuyển U11 Gio Linh đã chuẩn bị những gì để có thể bảo về ngôi vương của mình? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Mùa có được ý rất tốt, em phải tự tập đến ở nhà và đến trường. Khi đến sân đấu thì em được thầy cho tập những bài tập kỹ thuật để chuẩn bị tốt nhất cho giải U11. Ở nhà em cũng được bố mẹ cho ăn uống đầy đủ và được tập thể dục ở nhà thường xuyên. Tới tập luyện thì em cũng được các thầy tập luyện cho các kỹ năng để mà đá cho mỗi trận của U11 của lần này. Bóng đá là một môn thi đấu tập thể và cũng có tính chiến thuật nên chúng em tranh thủ chiến thuật để của các thầy đã dạy để đạt kết quả cao cho đội bóng. Rèn luyện thể lực là một trong những nội dung được huấn luyện viên Ngô Đức Tiến duy trì cho các cầu thủ đội Gio Linh ngay từ những ngày đầu tập luyện. Để có thể lực, tốc độ và sự nhanh nhẹn tốt nhất trong mỗi trận đấu, các cầu thủ phải tham gia các bài tập di chuyển, chạy bền, chạy nước rút và kỹ năng rê bóng qua chướng ngại vật. Qua đó giúp các em cải thiện sức mạnh, sức bền và phòng tránh chấn thương. Từ cái hiệu điểm với môn bóng đá thì từ cái hiệu ứng của các đội tuyển quốc gia đã đạt được trong những năm qua thì trên lan tỏa đến các cái cháu học sinh, thế nên là các cháu về môn bóng đá thì các cháu là cũng đam mê tập luyện và cũng được là các bậc phụ huynh tạo điều kiện để cho các cháu tham gia tập luyện ở các câu lạc bộ ở địa phương, thế nên là cái thể lực và cái kỹ thuật của các cháu ngày nó một hoàn thiện hơn. Thế đến hôm nay thì đội tuyển Gio Linh tập luyện đã được hơn 10 ngày và đội cũng phấn đấu để đạt cái kết quả cao nhất. Chăm chú theo dõi từng cầu thủ, từng đường bóng, tỉ mỉ ghi chép từng lối đá của mỗi cầu thủ. Từ những mùa giải bóng đá nam U11 cúp QRTV, anh Ngô Đức Tiến, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá U11 Gio Linh chưa bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào. Với một huấn luyện viên có kinh nghiệm dẫn dắt các cầu thủ nhí thi đấu tốt các giải ở địa phương cũng như trong tỉnh, thì giải bóng đá nam U11 cúp QRTV là nơi chọn lọc cũng như phát hiện ra những tài năng bóng đá trẻ, giúp các em phát triển đam mê và hướng tới một mục đích xa hơn, đó là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được đầu quân cho các câu lạc bộ thể thao lớn trong nước. Giải bóng đá nam U11 tranh cúp QRTV năm 2020 thì sẽ có 9 đội tham gia và trong đó dựa trên thành tích thi đấu của các năm thì các đội U11 Đông Hà, U11 Hướng Hóa hay U11 Vĩnh Linh đều được xem là những đối thủ mạnh và thi đấu có nhiều ẩn số, nhiều bất ngờ trên sân cỏ. Nhưng mà với sự chuẩn bị chu đáo cũng như là cái quyết tâm bảo vệ ngôi vương của mình thì hy vọng rằng đội U11 Gio Linh sẽ có nhiều chiến thắng trong mùa giải năm nay và chúc tất cả các bạn nhỏ thì đều sẽ có được những trận thi đấu hay và những kinh nghiệm cho riêng mình trong mùa giải U11 năm 2020. Cảm ơn Vietcombank đã đồng hành cùng với chương trình và đến đây thì chương trình đồng hành cùng với giải U11 cúp QRTV năm 2020 cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.